Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần vocabulary trong hệ tim mạch. Cụm từ đầu tiên là mình sẽ đề cập đến một số cái vocabulary, đó là deoxygenate blood. Đây chính là máu nghèo oxy. Đây, nó deoxy nghĩa là nó đã bị lấy oxy đi rồi. Và thường sẽ là máu của tĩnh mạch thông thường. Và đây là máu của động mạch phổi. Rồi, diastole. Diastole nghĩa là thời kỳ tâm trương. Tâm trương nghĩa là khi mà tâm thất nó giãn ra để nó đổ máu từ tâm nhĩ xuống tâm thất. Đây. Đây là pha tống máu từ tâm nhĩ xuống tâm thất và pha làm đầy tâm thất. Diastole này nó mô tả là mình hiểu là thời kỳ tâm thất trương. Endocardium. Endo là bên trong, cardium là tim. Đây là lớp nội mạc, lớp inner layer, inner lining, tức là lớp bên trong của tim, nội mạc của tim. Rồi, endothelium. Cái endocardium tức là nội mạc, nội tâm mạc. Còn endothelium, endo vẫn là bên trong, thelium bên trong mạch máu. Đây, thành bên trong mạch máu, lớp trong cùng của thành mạch máu. Rồi, murmur. Khi mà mình đọc sách mình thấy cái chữ này á, nó có nghĩa là âm thổi. Thì âm thổi nó xuất hiện trong hai tình huống chính ha. Tình huống thứ nhất đó là hẹp. Hẹp này có thể là hẹp động mạch hoặc là hẹp van, sẽ tạo ra cái âm thổi do dòng chảy nó bị xoắn nè. Này, ngay tại đây cái nó bị xoay ngược đầu lại và nó va vào nhau, nó tạo nên cái âm thổi. Trường hợp thứ hai mình gặp trên tim đó là trào ngược van. Thì trào ngược van thực tế cũng là một dòng máu đi qua cái khe hẹp của phần van bị đẩy bật lên, là phần nhỏ ha. Về bản chất thì hai trường hợp này nó cũng tương đối tương tự nhau. Rồi, pacemaker. Pacemaker liên quan đến khởi phát nhịp. Đây là phần tế bào hay là mô đã được biệt hóa nè. Phần mô thần kinh được biệt hóa và nó tạo ra nhịp tim. Thì ở trái tim của mình nó có rất nhiều vị trí có thể tự khởi phát nhịp, ví dụ như nút xoay nhĩ. Cái phần này nó khởi phát nhịp quá nhanh cho nên là nó lấn át các phần khác, lấn át các nhịp được tạo ra từ các phần khác. Phần nút AV node. Xuống dưới này thì có hệ thống bó Hiss và sợi Purkinje. Rồi, pericardium. Thì lúc nãy mình nói cái endocardium đó là lớp nội tâm mạc, thì pericardium, peri là lân cận nè. Đây là lớp màng ngoài tim. Màng ngoài tim á, đây là một lớp màng đôi. Phần màu cam như này ha. Lớp màng đôi nó được bao quanh bên tim. Rồi. Sinoatrial node. Sino là nút xoang nè. Xoang. Atrial là nhĩ và node là nút, hay còn gọi là SA node. Đây là nút xoang nhĩ. Nút xoang nhĩ là nút khởi phát nhịp, hay là nhịp chủ đạo của tim. Này, pacemaker of the heart. Nút chủ đạo. Rồi, một số cái vocabulary tiếp theo á là liên quan đến cụm từ pulmonary. Thì pulmonary artery, đây là động mạch phổi, artery là động mạch. Pulmonary vein, đây là tĩnh mạch phổi. Pulmonary valve, đây là van động mạch phổi. Pulmonary circulation, đây là tuần hoàn phổi. Vậy thì tuần hoàn phổi nó nằm như thế nào? Thì tuần hoàn phổi á, mình sẽ quan sát cái phần màu xanh bên này. Bây giờ tuần hoàn chung hay là tuần hoàn hệ thống là systemic circulation, là xuất phát từ đây là tĩnh mạch phổi nè, pulmonary vein đổ vào left atrial, xuống mitral van nè, rồi xuống left ventricle, xong rồi đổ vào aorta ha. Đến các cái cơ quan. Rồi, máu từ các cơ quan, đây là máu deoxygenate blood đổ vào thông qua cái vena cava. Thì có superior vena cava và inferior vena cava, nó đổ vào right atrial, qua tricuspid valve xuống right ventricle, đấy, đổ vào pulmonary artery đó và đổ về lình. Đấy, vậy thì cái tuần hoàn phổi được tính từ khi mà máu đổ vào vena cava, đổ vào right atrial và máu từ pulmonary artery đổ về lình. Đó, đây chính là cái vòng tuần hoàn phổi. Và tại vị trí này nó có cái van, vị trí mà máu đổ từ right ventricle đổ vào pulmonary artery có một cái van. Cái van mình phóng to lên này, đây là van semilunar valve ha. Rồi, ok, vậy thì ở đây mình có thể xác định vị trí số 1 này chính là pulmonary vein. Vị trí số 2
Vị trí số 2 chính là pulmonary circulation, hay là tuần hoàn phổi nè. Vị trí số 3 là pulmonary artery. Vị trí số 3 là pulmonary valve. Vị trí số 4 là pulmonary artery. Đấy. Tiếp theo là pulse. Đây. Hay là mạch. Thực ra dịch mạch thì nó cũng không hẳn là mạch, nhưng mà nhiều sách thì dịch là mạch. Thì cái pulse này á, là nhịp của tim mà mình có thể cảm nhận được trên cái thành động mạch ở phần tay mình bắt này. Đấy, mình có thể cảm nhận được. Septum. Septum là vách. Thì có hai cái vách chính nè. Phần phía trên này là atrial, phần phía dưới này là ventricle nè. Interatrial septum, đây là vách vách giang nhĩ, là vách liên nhĩ. Interventricular septum, đây là vách liên thất hay là vách giang thất. Rồi, systole. Hồi nãy mình tìm hiểu cái cụm từ diastole rồi, đó là tâm trương, còn systole sẽ là thời kỳ tâm thu. Thời kỳ tâm thu nghĩa là tâm thất này, hay là ventricle này tống máu đổ vào các cái artery. Này, đây là pha và cò bóp. Phía bên nãy á, diastole. Này, diastole là relaxation, tức là pha giãn. Thì ở đây systole đây chính là pha contraction hay là pha co bóp của tim. Đấy. Rồi, vena cava với lại venula nó khác nhau cái gì? Thì vena cava mình thấy ở đây, đây là cái tĩnh mạch rất lớn ha, đây là tĩnh mạch chủ. Thì có superior là phía trên nè, superior vena cava và inferior vena cava. Đây chính là các tĩnh mạch chủ lớn. Còn venula, venula tức là các tĩnh mạch tiểu tĩnh mạch ha, tĩnh mạch rất nhỏ, nó xuất phát từ cái nhánh nè. Đấy, tiểu tĩnh mạch giống như artery với lại arterial ha. Rồi. Ventricle, ventricle là tâm thất. Này, nó là hai cái buồng phần phía dưới của tim. Rồi, ok, đó là một số cái phần liên quan đến vocabulary. Thì tiếp theo á, mình cũng giới thiệu với mọi người về cái phần thuật ngữ luôn. Thay vì phải tách video thì nó sẽ khá là phiền phức. Về gốc từ arterial. Arterial á là một cái mảng xơ vữa, một cái mảng màu vàng chứa các chất béo. Chất béo trong đó thì có hai cái cụm từ mà mình để ý, đó là atherosclerosis ha. Đây, đây là một cái mảng xơ vữa, nó tích tụ cái mảng màu vàng. Bản chất của cái mảng này là cholesterol và lipid bên trong thành mạch máu. Hoặc là atheroma. Đây, oma là một cái mass hoặc là một cái collection. Tức là trong trường hợp này nó không phải một cái u mạch mà nó là sự tích tụ ha, tích tụ của các cái mảng xơ vữa bên trong lòng động mạch. Đấy. Rồi, angio. Angio là gốc từ của vessel. Angio là vessel. Thì có hai cụm từ là angiogram, đây chính là phần chụp mạch máu, chụp động mạch. Hoặc là angioplasty. Angioplasty nghĩa là tạo hình mạch máu trở lại. Plasty là tạo hình. Tạo hình mạch máu là ví dụ trường hợp mà có một cái mảng gì đó làm hẹp chỗ này, thì mình đưa một cái vật ha, cái vật nó đại khái giống như cái lưới vậy, mình đưa vô để mình nong ha. Hoặc là hẹp van rồi mình nong ra cho nó giãn ra, rồi sau đó mình rút cái vật này ra, thì đó là tạo hình lại ha, tạo hình lại động mạch hoặc là tạo hình lại van. Aorta. Aorta hoặc là aorta này chính là động mạch chủ. Ở đây đề cập đến cụm từ là aortic stenosis. Sten này, stenosis á, nghĩa là hẹp. Này, đây là cái vùng cung động mạch chủ nè, có một vị trí hẹp. Này, nó mô phỏng cho cái cụm từ mà mình muốn đề cập đến. Arterial hoặc là arterial đều là gốc từ của artery hay là động mạch. Thì mình gặp trong atherosclerosis hay là hẹp nè. Sơ động mạch ha. Chỗ này là sơ động mạch. Atherosclerosis. Đây, tức là do cái thành động mạch này á, bình thường nó có tính elastic. Khi mà nó máu đổ vào á thì nó compliance, tức là giãn ra. Thì sau khi máu đi rồi á thì elastic sẽ giúp động mạch trở về kích thước ban đầu. Tuy nhiên là đối với một số người mà họ bị người lớn tuổi hoặc là bị cao huyết áp á, thì khi mà nó giãn cái thành này quá mức rồi thì nó không còn khả năng co lại, không còn khả năng co giãn, trung giãn cái thành mạch máu này nữa. Elastic nó bị biến thành cái collagen hết rồi, thì cái thành mạch máu trở nên sơ cứng lại, thì đó là atherosclerosis. Còn atherography
Thì đây là phần chụp chụp động mạch. Atrio là liên quan đến atrium, hay là cái phần upper heart chamber, tức là phần phía trên của phần buồng tim phía trên á. Atrial là tâm nhĩ, hay là cái phần màu cam như này ha. Rồi atrioventricular valve, atrio là nhĩ nè, ventricular là thất nè, valve là cái van, là van nhĩ thất, phần van hai lá hoặc là van ba lá bên này. Rồi brachial là liên quan đến arm, tức là tay. Ví dụ như là branchial artery là động mạch cánh tay nè. Corona liên quan đến heart. Thì coronary artery đây chính là mạch vành nè. Mình quan sát mạch vành là các mạch máu xuất phát nhánh điểm, xuất phát điểm là các nhánh của động mạch chủ và đi nuôi tim. Còn các nhánh của động mạch vành thì mình sẽ tìm hiểu sau á. Rồi cardio cũng là một cái gốc từ của tim. Cardio vẫn là gốc từ của tim, và ở đây một số cái thuật ngữ mà mình đề cập đến ha. Cardiomegaly. Megaly là mega là lớn ha. Đây là bệnh tim to. Còn cardiomyopathy tức là myo này là cơ nè, pathy là bệnh ha. Bệnh lý của cơ tim. Ở đây lấy một ví dụ điển hình, ví dụ như là hypertrophic cardiopathy, tức là bệnh lý này liên quan đến sự dày bất thường của cơ tim. Đây, có thể do áp lực quá lớn, áp lực trong động mạch chủ quá lớn để tâm thất phải tống máu, làm việc cực lực để tống máu vào, cho nên là thành tâm thất bị phì đại. Đó, một trường hợp là hypertrophic cardiopathy. Rồi. Tiếp theo đó là bradycardia. Bradycardia là liên quan đến nhịp chậm, brady là chậm nè. Nhịp chậm là nhịp dưới 60 lần trên 1 phút ha. Còn tachycardia là liên quan đến nhịp nhanh. Nhịp nhanh á là lớn hơn 100 lần trên 1 phút. Thì cái nhịp bình thường là rơi vào khoảng 60 đến 100 lần. Nếu mà dưới 60 đó là nhịp chậm, và trên 100 đó là nhịp nhanh ha. Bradycardia hoặc là tachycardia. Còn cardiogenic shock. Genic á là phát sinh hay là khởi phát từ tim, đây là sốc do tim. Sốc do tim thường là do suy hay là do thất bại cái việc mà tống máu đi ra ngoài, làm cho cơ thể cái lượng máu không đủ oxy, lượng máu không đủ oxy và chất dinh dưỡng đi cung cấp cho mô, đây là sốc do tim. Cyano là blue hay là xanh, tím tái. Cyanosis, đây là do giảm cái lượng oxy bên trong máu. Này, xuất hiện cái dấu hiệu tím tái nè. Vùng da bị thiếu máu. Oxo hay là oxygen, đây là thiếu oxy. Ví dụ cái thuật ngữ là hypoxia liên quan đến sự thiếu oxy bên trong mô. Còn hypoxemia liên quan đến sự thiếu oxy bên trong máu. Còn đây là hypoxia là thiếu oxy trong mô. Cái anoxia này là một cái tình trạng mà giảm oxy trong máu nặng nề hơn so với hypoxia. Hypoxia này chỉ là không đủ, còn trường hợp kia là gần như không có, vô cùng thiếu. Pericardio là gốc từ của pericardium, đây là màng ngoài tim nè. Đấy, cái phần màu cam cam mình tô ở đây, phần màu cam cam. Rồi, rhythm này chính là nhịp. Nhịp thì có hai từ mình thường gặp, đó là arrhythmia hoặc là dysrhythmia. Thì arrhythmia nghĩa là loạn nhịp, tình trạng giống như là mất nhịp vậy. Rồi, một số gốc từ còn lại trong video này, tiếp theo đó là này stepto ở phía trước này là st ha, STETH. Stepto ở tại vị trí này mình bấm cho nên là nó mất từ. Stepto là gốc từ của chest, tức là ngực. Thường mình sẽ gặp là stethoscope, tức là nghe. Scope là liên quan đến cái phần này là phần của ống nghe. Này, ống nghe thì đây là cái phần thăm khám mà nghe cái âm thanh bên trong cơ thể mình. Và nghe ở đâu? Nghe ở vùng ngực. Hay là mình khám tim thì có những cái vị trí nghe nào? Vị trí thứ nhất là cái khoang gian sườn 2 nè, phần bên phải, khoang gian sườn 2 bên phải là vị trí nghe aortic ha.
Khoang nhang sườn hai bên trái đó là vị trí nghe của pulmonary. Còn khoang nhang sườn ngay tại vị trí xương sườn số 5 thì mình nghe cái tricuspid valve đang nằm sát cạnh xương ức phần bên trái. Còn phần đường trung đòn nè, đường trung đòn khoảng khoang nhang sườn số 5. Đó là mình nghe cái van mitral, mitral van và van hai lá. Rồi, cấp từ tiếp theo đó là trombo. Trombo hay đại diện cho cục máu đông. Vậy như thrombolysis, lysis này là cái suffix của từ ly giải, là phân giải cái cục máu đông này ra. Rồi, valvulo, valvulo hay là valvo, đây là các gốc từ của van, phần van. Đây, bình thường cái cấu tạo của van có thể mô phỏng hay là ước tính như vậy. Còn valvuloplasty thì giống như trường hợp mà mình nói đó là cái van nó bị hẹp, thì mình đưa một cái vật vào để mình nong cái van này ra, sau đó mình lấy cái vật đó ra, thì đó là tạo hình lại cái van ha, một cái dạng có trái bóng, một cái thông của trái bóng làm giãn cái van nó ra. Rồi, mitral valvulitis tính là viêm ha, trường hợp mà viêm viêm cái phần van hai lá, là khi mà mình điều trị, khi mà nhiễm cái con streptococcus, streptococcus trong bệnh thường sẽ gặp trong sốt dạng thấp ha. Thấp khớp, là điều trị mà không đủ thì thường sẽ gây ra cái đáp ứng, đó là đáp ứng tự miễn, gây viêm và phá hủy cái van tim, điển hình đó là van hai lá. Vascular cũng là gốc từ của vessel, ví dụ như vascular thì đây là đại diện cho các loại mạch máu mà mình học nè, đây chính là vein, artery, capillary. Đấy, hai từ còn lại đó liên quan đến vessel. Vessel cũng là vessel ha, nó cũng là vessel. Vascular á, thì đại diện cho các cái từ gọi chung đó là nhóm mạch máu, còn vessel á, thường nó sẽ ghép với những cái từ co mạch hoặc giãn mạch. Thì co mạch đó là vasoconstriction, contraction là co nè, dilation là giãn. Vasoconstriction là co mạch, còn vasodilation là giãn mạch, giãn mạch ra. Ventricular, ventricular là gốc từ của ventricle hay là tâm thất nè. Tâm thất là cái phần phía dưới ha, lower heart chamber, đây phần phía dưới, và cái vách mà ngăn cách giữa hai tâm thất đó là inter là gian hoặc là liên ha, ventricular là tâm thất, septum đây là cái vách đó, vách liên thất hoặc vách gian thất. Ok, hôm nay thì mình chỉ giới thiệu cho mọi người về cái một số cái vật capillary và những cái gốc từ thường gặp trong cardiovascular system. Video clip sau bắt đầu chúng ta sẽ chuyển sang những cái thuật ngữ, những cái định nghĩa thuật ngữ về pathology. Pathology nó sẽ chia thành nhiều nhóm bệnh và trong mỗi nhóm bệnh sẽ có những cái thuật ngữ. Hiển nhiên là chúng ta sẽ không tìm hiểu quá cụ thể về phần bệnh học trong phần thuật ngữ. Tuy nhiên là nó sẽ cho mình một cái định hình về definition, về các cái concept cụ thể trong từng loại bệnh lý. Rồi, ok, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip sau. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này.